Nét 1. Nét cong phải và nét cong trái. Đặt bút trên đường kẻ 1 một chút. Viết nét cong phải tới đường kẻ 3, rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái. Tạo vòng khuyết ở đầu chữ, dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Nét 2. Nét thẳng xiên ngắn. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên viết nét thẳng xiên ngắn trái. Nét 3. Nét thẳng xiên ngắn. Nối với nét 2 xuống, viết nét thẳng xiên ngắn phải. Tạo dấu mũ trên đầu chữ E vào khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4.